Xin chào mừng tất cả các quý khách hàng lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương, lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới. Thì hôm nay sẽ quay cái lô đất ở ngay khu tái định cư Hồ Vàng nha cả nhà. Ở đây trước mặt em đang đứng trước mặt lô đất ạ. Vị trí xung quanh thì nhà cửa xây khá là nhiều rồi nha. Đa số ở đây xây dãy nhà phố nè, gồm đằng trước là căn nhà phía trước và đằng sau có bốn căn phòng trọ ha. Ở đây đa số là xây phòng trọ là nhiều bởi vì nó liền kề với khu công nghiệp. Xung quanh dân cư ở khá là nhiều rồi ha. Và lô đất này là chủ gửi em ha. Chủ hiện tại ở xa nên không có lên xem đất được. Hôm nay em sẽ quay để cho cả nhà xem. Thì lô đất ở vị trí trước mặt em ạ. Từ chỗ cái thùng rác cho đến với cái cây xanh ạ. Vị trí là ngang 5 và dài 30 ha. 30 ha cả nhà. Vị trí này thì xây trọ khá là hợp lý, vì thế mình mua mình đầu tư mình xây trọ là quá là đẹp luôn ạ. Thì cái nhà bên cạnh người ta cũng đang xây trọ đấy cả nhà. Bên cạnh người ta xây là gồm 4 phòng này. Và căn nhà phía trước ở rộng rãi thoáng mát. Để chừa 5 mét phía trước là có thể mình đậu xe hơi nữa. Đây, vị trí từ bên này sang đến cái cây xanh này là ngang 5 và dài 30 ha. Nên là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư lô đất này thì cả nhà hãy liên hệ cho em nha. Chủ đang rao bán với giá là 850 triệu ha. 850 triệu nhé cả nhà. Nên quý anh chị và các bạn thì mua thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0972 332 948 nhé. Em xin cảm ơn.